Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn một trận cờ hay đỉnh cao của làng cờ tướng Trung Quốc đánh trong khuôn khổ của vòng thi thứ tư giải cờ tướng Nam Bắc đối kháng năm 2022 trong ván cờ nhanh, khi mà trước đó trong cờ chậm đôi bên có tỷ số hòa, bên đỏ đi tiên là danh thủ Tường Xuyên và người cầm bên đen lục mạch thần kiếm Triệu Mâm. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃 吃 吃 将军 将军
将军。将军。将军。将军。Và tiếp theo sau phần cờ cho xe 3 tiến 3, đe dọa tấn công rất cục, thì trong bối cảnh đó bên đỏ đã buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đến tiếp có cho bình vào qua thì sao? Phê pháo để che đường. Khi đó lập tức là phần cờ cho tiến xe ăn pháo ngay. Vẫn còn đó thì buông cờ rất cục. Bên tiên có đâm xe chiếu, lập tức là phần cờ cho thoái xe về để mở đầu cây. Các bạn thấy ngay đánh tiếp mà xe lầm cho thoái xe về thì không được. Khi đó lập tức là phần cờ cho vật chiếu ngay, bắt chết xe của bên đen. Có bình xe qua thì cờ vẫn khá kém về sau. Bắt pháo thì vích xích qua thôi, hình cờ mạnh hơn dành cho bên đỏ. Các bạn sẽ cùng đón xem một lựa chọn khác dành cho bên đen. Trong bối cảnh trên thì bên đen có thể thoái xe về để mời đấu cây ngay. Đây vẫn là bối cảnh mà bên đỏ sẽ thua về sau. Tướng bình qua vẫn còn đó từ bốn cờ để dọa rất cục. Bắt buộc phải cho vật phó qua, khi đó là phần cờ cho bình xe để trừ tướng ngay. Bắt chết xe của bên tiên. Hình cờ chắc thắng dành cho danh tướng Triệu Hâm trong bối cảnh trên. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên một trận cờ hay, đỉnh cao của danh thủ Triệu Mâm khi đối mặt cùng Thường Xuyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.